thì cái cách phục hồi như thế nào cho có hiệu quả. Thì bà con biết rồi, trước hết là chúng ta vẫn phải trồng dặm những cái cây mà nó mất ở trong vườn, những cây bị chết trong vườn đó. Cây trồng dặm cần những yếu tố gì? Đào hố cho thật rộng, phải xử lý hố rất lâu, có nghĩa là phải phơi nắng cái hố đó rất lâu, thậm chí xử lý nhiệt, tức là dồn những cái rác bã xuống đó chúng ta đốt, rồi bỏ thật nhiều phân chuồng, trồng cây trụ sống chung với cái cây này. Và khi chúng ta trồng lại là không trồng ấm, cái kỹ thuật trồng ấm mà sâu dưới đất á, là bây giờ người ta không áp dụng nữa, mà bà con phải trồng ngang về mặt đất. Chúng ta đào hố to rộng để bỏ nhiều phân chuồng và lớp đất mà, nhưng không phải đào hố to rộng để trồng cái cây tiêu quá sâu so với cái mặt đất bình thường. Đặc biệt trong cái vườn mà trồng dặm mà bà con trồng sâu là rất dễ chết. Bà con nhớ lưu ý như vậy. Và cái những cái phần tiêu còn lại thì thế nào? Tức là cái vườn tiêu còn lại, những cái cây mà nó đang suy yếu đó thì chúng ta phải phục hồi. Những cây đang suy yếu nhưng mà chúng ta đánh giá là bệnh tật không có nhiều thì chúng ta phải phục hồi. Và nếu như nó có bệnh tật thì chúng ta lại phải chữa bệnh cho nó. Có tuyến trùng thì phải đưa thuốc tuyến trùng vào. Và có nguồn Phytophthora thì có những cái cây mà trước đây đã chết vì Phytophthora thì chúng ta phải thăm vườn thường xuyên để xem khi nào phát hiện trong mùa mưa bệnh Phytophthora dễ phát triển thì chúng ta nhìn thấy cây ngừng sinh trưởng là phải phát hiện cho được cái bệnh gì để chữa đúng. Và một cái cách phục hồi hiệu quả nhất là bón phân chuồng nhiều cho cái vườn mà chúng ta đang muốn phục hồi. Ngoài cái cây trồng dặm thì những cái cây còn lại chúng ta vẫn phải bón cho một trụ tiêu như vậy là 15-20 kg phân chuồng. Không có phân chuồng chúng ta sẽ thay bằng những loại phân vi sinh hữu cơ hoặc là hữu cơ chế biến á, mà có thêm các vi sinh vật đối kháng là rất tốt để cho chúng ta phục hồi vườn tiêu của chúng ta. Bón một lần chừng 2-3 kg mà chia làm 2-3 lần như vậy trong một năm. Tuy là bón phân hữu cơ với lượng lớn rồi nhưng bà con nông dân cũng chú ý là chúng ta vẫn phải cung cấp phân khoáng cho kịp thời vào những cái giai đoạn cây cần. Tại vì trong phân hữu cơ, đặc biệt là trong phân chuồng, thì mặc dù nó có hàm lượng dinh dưỡng rất là cân đối như tôi nói lúc nãy và chúng ta bón khối lượng lớn, nhưng nó ở cái dạng khó tiêu, nó cần phải phân giải thành những cái chất dễ tiêu cái đã rồi cây mới hút được. Cho nên trong những thời điểm cây cần thì chúng ta vẫn nên dùng phân vô cơ để bón cho cái cây tiêu. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là có bón phân vô cơ, nhưng mà kể cả ở cái thời kỳ mà giá đang cao hoặc giá thấp thì vẫn phải bón cho đúng cái yêu cầu của cây, chứ không phải chúng ta bón theo cái giá cả của thị trường. Trong cái đầu mùa mưa này thì bà con nông dân mình chúng ta có thể bón cho một cái cây hồ tiêu trong cái vườn tiêu phục hồi của chúng ta một cái lượng phân vào khoảng 2 lạng NPK hỗn hợp. Mà cái loại á, là bà con nên chọn những cái loại có đạm cao, lân cao và kali thấp. Ví dụ như công thức 16-16-8 là một cái TE trung vi lượng, là một cái công thức rất là phù hợp cho cái tiêu trong cái giai đoạn đầu mùa mưa này. Hoặc là công thức 19-12-6 cũng có đạm và lân cao. Tại vì chúng ta thấy rằng cái cây tiêu lúc mà vào đầu mùa mưa thì nó sẽ bắt đầu những cái cửa tiêu nó đã phân hóa, đã có mầm có cửa rồi thì nó sẽ bung ra cái một đoàn thân trước, rồi lá tiêu mở rộng ra trước, sau đó mới đến những cái dẻ non, và tất cả những cái bộ phận đó đều là màu xanh, có nghĩa nó rất cần nhiều đạm. Do vậy bà con chú ý bón những cái loại phân có hàm lượng đạm và lân cao trong đầu mùa mưa này, mỗi cây chỉ bón 2 lạng. Còn những cái đợt bón phân tiếp theo sau đó trong mùa mưa, lúc mà cây nuôi quả rồi quả già, thì không phải là lúc nào chúng ta cũng bón 16-16-8 cả, để cho có hệ thống, để cho bà con nông dân thấy một cách hệ thống cái lượng phân bón. Thì chúng tôi sẽ nói tiếp là vào giai đoạn giữa mùa mưa thì chúng ta sẽ bón những cái loại phân có hàm lượng kali bằng đạm hoặc là cao hơn một chút cũng được. Và cuối mùa mưa là lúc lên giai đoàn cải quả già rồi, nó cần mới quả, thì chúng ta bón những cái loại phân có hàm lượng kali bằng hoặc cao hơn đạm. Những cái loại phân quen thuộc vẫn hay bón cho hồ tiêu vào những cái giai đoàn nuôi quả lớn và quả già là cái loại phân 19-19-19 hay là 16-8-16 hoặc là 14-7-21, bà con đều bón được.
Và những cái vườn tiêu đạt năng suất cao thì giai đoạn cuối chúng ta nên sử dụng những cái công thức có kali cao hơn như là 14, 7 hay 1 chẳng hạn để bón cho cây tiêu. Và tổng cộng một năm thì một cái trụ tiêu mà nó đạt năng suất từ khoảng 4 kg khô, 4 kg tiêu đen, 4 kg khô thì chúng ta cũng chỉ bón khoảng 1 kg phân NPK hỗn hợp các loại thôi. Vì chúng ta đã bỏ một lượng phân chuồng rất lớn rồi thì có hoàn toàn có thể giảm lượng phân hóa học để bón cho cây tiêu. Vì khi mà có trên cái nền phân chuồng đầy đủ như vậy thì hệ số sử dụng của phân hóa học rất là cao, và chúng ta bón tăng phân chuồng lên thì lượng phân hóa học chỉ dự đủ để cung cấp cho cây tiêu vào những thời kỳ cây tiêu cần nhất, thì đó là một cái cách bón có hiệu quả kinh tế nhất và còn giữ được cái vườn tiêu phát triển một cách bền vững ổn định hơn, vì nó sẽ chống đỡ được với những cái bệnh tật nguy hiểm mà thường hay gây.